Mai tiếp tục ngày 21 tháng 9 nha. Mình chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm qua mình bán hết rồi, còn một món ha. Thì mình cũng có một gói hàng rồi, ngày mai mình sẽ gửi ha. Thì hôm nay mình có một số 4 món đầu pin ha. Có cái thùng số 1 là thanh lý nha ha. Với 6 món đầu nghề ha. Mình sẽ bán chung, mình lên clip bán chung đầu pin đầu nghề ha. Thì anh em xem kênh mà nhớ bấm like, đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông nó sẽ thông báo tất cả các video mình vừa đăng lên nó gửi qua tới anh em nha, cho anh em dễ mua hàng. Nhớ là bấm cái chuông nó mới gửi video nha. Còn anh em đăng ký mà không bấm chuông nó không sẽ gửi, không gửi video qua cho anh em ha. Thì mình bán với hai hình thức mua bán, một là chuyển khoản, hai là ship COD nha. Chuyển khoản được thì mình sẽ bao ship hết tất cả mấy món hàng, còn ship COD vui lòng đặt cọc cái thẻ cào 50 giúp mình nha. Trời đang mưa lớn thì anh em chú ý cố gắng nghe rõ với mình nha, và anh em cũng thông cảm, mình cố gắng nói lớn lắm rồi. Thì mình vô vấn đề chính, đầu tiên là cái số 1 ha, một cái thùng Bana thanh lý luôn ha. Cái thùng với cái máy mình mua chung nó cho nó bị Panasonic ha, thanh giá thanh lý là 400k ha, đúng hiệu luôn nha anh em. Đời này là made in Japan nha, mua về nó bị cháy cuộn với là nó gãy cánh quạt thì nó không chạy, mình sẽ thanh lý nha. Máy còn rất là đẹp, còn nằm trong thùng luôn ha, tem hai bên còn khá là đẹp luôn đó. Thì mình sẽ bán chung luôn, mình thanh lý ha. Cái thùng còn nguyên thùng nha, thùng không bể gì hết luôn nha. Đó thì đây là cái móc với con ốc đó ha, mình sẽ để y trong thùng, nó dính về mình để y luôn ha. Đó thì đây Panasonic, con này 14V nha anh em, máy có thang nha, có hai cấp chỉnh nhanh chậm ha. Đó còn khá là đẹp luôn ha. Đó Panasonic EZ7544 ha, đời này thì made in Japan rồi. Bên đây nó 14V rõ ràng ha. Ở đây nó bị tróc cái miếng bảo vệ keo của ngoại thôi, nhưng mà tem nó vẫn còn ha. Đầu nó thì còn cứng ngắt. Đó, đầu nó thì còn cứng luôn ha. Ngoại hình đẹp. Đó, cao su cũng còn liền lạc ha. Chỗ này nó dở nhẹ biến không ảnh hưởng gì ha. Đó, móc dây đeo còn đầy đủ ha. Đó thì mình đây mình sẽ mượn cục pin này rồi mình test ha. Lát mình bán pin này 4.2 còn khá là đẹp nha anh em. mới khá là mới luôn, còn nắp đậy luôn ha, đem vàng chặt 81 mới chặt được ha. Đó thì mình mượn mình test thử nè, cắm lên nó không chạy nha, tại vì nó bị cháy hết hai tép cuộn cho là nó gãy kính quạt là nó không có chạy nha. Thang thì còn, thang thì một bên nó bị nám nhẹ, còn một bên thì cộng đồng thì còn đỏ nha, nhưng mà thang nó còn rất là nhiều. Bán sát thanh lý cho anh em ha, bóp không chạy ha. Đó chỉ trái đèn không chạy, quay thì nhẹ nhàng hết nha, bảo đảm cho anh em quay nhẹ nhàng ha. Đó thì thanh lý ha, nó bị tình trạng như vậy nha anh em. Thì ai mua thì mình sẽ quay bên trong, mình có quay sơ qua Zalo ha, mình quay cái cuộn cháy với lại gãy cánh quạt cho anh em coi ha. Có mình có quay sẵn rồi ha. Thì cái thùng này là số 1 nha, mình thanh lý giá 400k nha, luôn cả thùng nha anh em, luôn cả thùng nha. Đó cái thùng này không đi mua cũng trăm mấy 200 rồi. Đặc biệt mấy cái thùng gửi đi là phí ship rất là cao nha, nên anh em nào mà ship code thì lưu ý nha. Rồi số 2, cái thùng này mình bán giá 1 triệu nha anh em. Số 2 bán giá 1 triệu nha, con Hitachi 10V8, 2 vỏ pin, 1 cục sạc với 1 máy, còn rất là đẹp trong thùng ha. Còn rất là đẹp trong thùng, đây, đó. Thang thì còn khoảng 90% nha, còn luôn khí ngạnh đâu ha, mình mở rồi đẹp. Còn bên trong thì mình không mở tại vì nó chạy rồi ha. Đây nó còn khá là đẹp. Đó, vỏ pin nó hư rồi nha, nhưng mà nó vẫn còn nhận sạc ha. Cái này thì điện 100V, cục sạc điện 100V ha. Cục sạc còn khá là mới luôn nè ha. Đi ông 10V8 ha. Đó. Cục sạc này xuất xứ đời made in China ha. Tem dưới còn luôn, còn khá là đẹp. Đây thì mình để đây, mình sẽ cắm sạc cho anh em ha. Anh em chú ý nè, cắm sạc vô nó sẽ chớp đèn cái ha, chớp đèn đỏ đây cái ha. Đó chớp lên cái, khi mình đút pin vô mình sạc ha là nó sẽ cháy đèn đỏ lên nha, nó mới cháy đèn đỏ nha. Đó là cái này nó mới sạc nha. Đó một hồi nó đầy là nó sẽ tắt đèn, thì con này chạy phố chức năng này nha nè. Đó pin này nó yếu rồi ha. Đó nó còn nhận sạc, hai cục còn nhận sạc hết nha, còn khá là đẹp. Đó ruột mạch đâu còn y thịt cái trống ha. Đó thì một lát mình sẽ mượn của cái pin này mình sạc thử rồi mình test cho anh em ha. Con này thì ngoại hình bên đây còn đẹp luôn ha. Đó 10V8 ha. Đó đầu còn cứng nhắc luôn, máy này than rời anh em dễ thay nha, cao su không bong tróc, nó còn khá là đẹp. Dưới đây dính dơ nè, nó đều tóc đảo chiều rồi còn ok hết ha. Đó thì mình sẽ để đây mình sạc hồi ha, nó cho pin nó đầy lên là mình test cái con này ha.
cho anh em rõ ràng. Thì cái thùng này là số 2 nha, số 2 mình bán giá nguyên thùng luôn nha, nó giá 1 triệu. Còn nếu mình bán không được thùng này thì ai mua vỏ bi hay sạc hay mua thân máy gì mua riêng mình sẽ bán lẻ tính sau nha. Đó, ai mua lẻ thì mình sẽ liên hệ với mình sau ha. Trời, mình đăng cái clip này khuya rồi, anh em vui lòng nhắn tin giúp mình nha, tại vì khuya rồi mình không có tiện nghe điện thoại lắm, còn gia đình hàng xóm được kế bên ha. Thì đây tiếp tục cái con số 3, giá bán 450 nha, vỏ pin luôn nha em, vỏ pin này có đèn báo pin ha. Đó, mình sạc thử rồi nó lên về để mình test máy ha. Con cắt gỗ 12V nha, hiệu Nationa nè, EZ3502 ha. Trời đang mưa, cái lưỡi này thì còn mới khoảng 90% mà nha, giống gần giống chưa sử dụng. Đây, nó một tắc mốt nè, nhưng 1.45 nhưng 24V nó có để đây ha, 3.500 gì ha. Đó, lưỡi này lưỡi cắt, cái lưỡi này cũng mất tiền lắm nha anh em, khoảng mua mới không có rẻ nha. Lưỡi cắt thập kim, nó đa năng nha, có thể cắt sắt được nha, sắt á, có thể cắt được. Lưỡi này còn khá là đẹp, răng cộ đồ không có mẻ ha, đó hai bên luôn không có mẻ ha, còn khá là đẹp ha. Đó, nếu mà có xài còn nó sẽ có dấu nha. Đó, hiệu hiệu đây nè, đó đen san ha. Đó, một tắc mốt ở đây có chữ Nhật còn đàng hoàng ha. Đó, bàn nó ở đây thì có đẩy lên ha, thử tắc mốt thì mình sẽ bóp mình test cho anh em thôi. Tem ở đây thì nó hơi xấu ha, tem ở đây thì còn ăn tiền là cái lưỡi này nha anh em, cái lưỡi này rất là mắc tiền ha, cái lưỡi này rất là mắc tiền ha. Đó, nó có dính xét ở đây một tí ha, thì đây mình sẽ test cho anh em coi ha. Đây mình kéo này lên, cái này nó hơi nguy hiểm ha. Đó, đụng tay vô đây là có này nó có nút an toàn nha, đè xuống vậy mới bóp được nha anh em. Đó, đó. Còn khá là đẹp cái lưỡi ha. Đó, ok ha. Rồi cái này cây lục giác đây nó có mà nó rớt mắt rồi nha anh em. Rồi thân máy vỏ pin nha, vỏ pin này thấy nó còn chạy chạy mà không biết có xài được hay không. Mình bán vỏ pin, thân máy pin nó báo pin còn đầy ha. Thì số 3 giá là 450 nha, số 3 giá 450 ha, số 3 giá 450. Rồi số 3 là giá 450 ha. Tiếp tục cái số 4, số 4 là một cái cục pin này còn khá đẹp nha nè, pin này khá đẹp, tem khá đẹp luôn nè, Panasonic ha, có thể xài chung với máy Nati được hết nè, pin 4.2A nó còn nắp đậy luôn, mua về còn nắp đậy luôn, bao anh em là còn đẹp luôn ha. Đó, đáp này đời 2015 nha anh em, còn khá là đẹp, nhận sạc pin ok, tem vàng, chỉ sạc được sạc 81 ha, bên trong mình có mở là kiểm tra rồi, không có mắc nước gì hết nha. Đó thì đây nó, đây nó có số nữa ha. Đó, đây tem này cũng còn đẹp ha, nói chung ngoại hình hai bên, tem hai bên là còn đẹp hết luôn ha. Cục này mình bán giá số 4 là 580.000 nha. Đó, cái mặt dưới xeo này không là anh em mua đóng tiền rất là mắc ha. Đó, hai bên tem nhìn chú ý giúp mình ha, còn khá là đẹp. Đó thì số 4 này mình bán giá 580.000 cho cục pin này ha, 4.2A còn khá đẹp, có lớp vuông lớp đậy nha. Đây mình sẽ test sạc trực tiếp trên đây cho anh em coi luôn ha. Đây gỡ ra nha, bật điện lên. À, mình sẽ đo trước nó coi nó bông như con nha nè, tại vì mua về là nó gần đầy pin rồi ha, mua về nó gần đầy pin rồi. Đây nó hơi chói ha. Đó, à cộng nè, nó là 16V 34 rồi ha, 35 ha, đo luôn chân trừ bên đây ha. Đó, 16V 35 ha, mình sẽ test sạc trực tiếp cho anh em coi luôn ha, lát mình sẽ đo lại. Đó, đây lên đèn xanh ha. Đây, đó một lát ha, nó chớp đèn chậm là nó gần đầy nha, khi nào nó chớp đèn nhanh là nó sẽ đầy nha anh em. Đó, mình bỏ qua bên ha, lát mình sẽ đo lại, rồi ai mua sạc thì mình bán luôn ha. Đó, nói chung là cục sạc này còn khá là đẹp, dây rin đồ còn hết luôn ha, giá 580.000 cho cục sạc 81 nha. Cái này ai mua thì mình bán cái này, sạc này mình đang xài ha, tem đồ còn ok hết ha. Đó, khá là đẹp, rồi 580.000. Rồi cái cục pin này là dạ, cái cục pin này là số 4 nha nè, số 4 giá 580.000. Rồi, hết đồ pin rồi mình sẽ lên tới đồ nghề ha. Đó, tiếp tục cái số 5. Số 5 là một cây kìm của Mary ha. No 1050, cây này dài ha, Mary nè, còn đẹp ha.
Ở Mary lao băng ha, đây dính dơ thôi vậy. Cây này là nó dài lắm nha, dài và cực kỳ nặng. Đó, dài 2 tấc 2 nha, cây này phải nửa ký. Rồi cây này nặng 4 lạng ha. Cây này nặng 4 lạng. Đó, dài 2 tấc 2, cây này size lớn nha nè, nhìn mỏ nè ha. Đó, không có xét gì hết nha. Chưa chà rửa mà nó còn đẹp như vậy. Ở trên đầu nó thì nó có bị ngay một cái miếng ở đây nha. Đó, anh em nhìn mình sẽ chỉ cho anh em coi, không ảnh hưởng gì ha. Đó, không là không ảnh hưởng gì tới răng ha. Còn răng bên trong nó thì ok rồi. Đây. Răng cũng còn khá là đẹp ha. Đó, anh em nhìn ha. Đó, bên đây cũng vậy, răng cũng còn khá là đẹp. Đó. Răng thì cái răng tròn bên đây cũng còn khá là đẹp ha. Đó. Hai bên luôn. Đó. Thì cái lưỡi cắt liền. Cái lưỡi cắt này cực kỳ là sát gạch ha. Đó, sát gạch rồi ha. Không có một dấu hở ha. Đây mình sẽ banh lưỡi cho anh em coi ha. Đó. Thì cái này mình bán giá là 180.000 cho cái kìm này ha. Số 5 180.000. Số 5 180.000 ha. Đây cái pin này nó gần đầy rồi nha nè. Rồi số 6 là một cặp cạp này không còn lại nha anh em. Mình bán giá 400.000 cho hai cây ha. Một cây 16, cây dài 16, cây 17, cái này hoàn toàn là chưa có mài nha. Chữ nghĩa đó đổ đây ha. Đó, chữ Nhật ha. Đó, dấu hiệu check hiệu gì checkmark gì ha. Đó, hai cây luôn nha. Đó, 10 cây 10 cây dài 16, cây dài 17. Đó. Cây này thì đó, nói chung là không có mẻ nha. Đó, cây này, đó, về anh em muốn xài thì sẽ mài lại hay gì đó. Cây này thì có một khuyết điểm nhỏ xíu à. Đó, một cái điểm nhỏ xíu, anh nói chung là anh em có thấy đó, đẹp rồi ha. Đó, có thấy lắm nha. Đó, thì hai cây này mình bán chung. Đó, cái cây hiện hè này hiệu cũng giống nhau nha, chữ Nhật luôn ha. Đó, hiệu checkmark gì ha. Đó, một cặp này mình bán giá là 400 ha, bán chung hai cây luôn nha anh em. Đó. Cho về anh em chơi bonsai ha. Đây nè, nó dài 16,5 ha, cái này là 17,5. Đó, cái này là 17,5 ha. Hai cây. Giá số 6 là 400 cho cặp cạp này ha. Số 6 giá 400. Đó, mình quay lại cái mỏ cho anh em coi, số 6 giá 400 ha. Đó. Rồi số 7 là một cái kìm tuốt dây điện, vừa tuốt vừa cắt, có lò xo cộng lực luôn. Cây này còn khá đẹp nha, của Vietsell. Giá bán cái số 7 là 150 ha. Đó, mình sẽ mở ra cho anh em coi ha. Đây, số 7 giá 150 ha. Cái này nó có nút gài luôn ha. Chữ nghĩa đâu còn đầy đủ hết ha. Đó. Bên đây nó có dính mờ mờ đi tí nè. Tuốt tối đa là cộng ruột của nó là 2 nha. 2.0 là 2 chấm ha. Excel nè, chữ đâu nghĩa đâu còn ha. Trên đây là nguyên cái dòng chữ cao su nó còn đầy đủ ha. Mét sa băng đàng hoàng. Bên đây là chữ nè, nó bắn laser hai đóng số nha. Còn nhìn khá là rõ nha. Đó. Lò xo cộng lực rồi còn ok ha. Bóp vô nè, đó. Thấy không? Đây là cái đầu bấm nè ha. Đó, đây là cái cộng để kẹp bấm giống như bấm cốt vậy. Ở dưới đây là cái phần cắt của nó để cắt linh kiện á, còn khá là bén nha, dính dơ một tí. Đó thì mình cũng chưa chà rửa gì hết á. Cái này mình bán giá 150.000 nha. Cái kìm này còn khá là đẹp, khá là mới. Đó, số 7 giá 150.000 ha. Cho cái kìm tuốt dây điện vừa cắt luôn ha. Vừa có răng bấm ngoài đầu ha. Rồi, số 8. Số 8 là một cái cây này mình bán giá 180.000 nha. Cây này hai đầu, đầu 17 và 14 nha. Còn khá là đẹp, anh em nhìn ha. Cây này thì tổng chiều dài của nó là 19 nha. Đó, khá đẹp. Đảo chiều rồi ok hết nè. Đó, đảo chiều lại nè. Đó. Khá là mới ha. Hiệu nó đây ha, của top ha nè, top da băng ha. Chữ nghĩa số đồ đây đầy đủ hết ha. Khá đẹp, hai bên giống nhau, cao su còn đẹp liền lạc luôn. Không tróc gì hết. Đó thì mình sẽ mở bên đây ra cho anh em coi luôn ha. Đó, cũng khá là đẹp, khá là mới luôn ha. Không có dính dơ gì hết. Đầu nó thì cũng không có dính dơ gì hết á. Gần giống như chưa xài rồi. Đó, cây này thì mình bán giá 180.000 cho cái số 8 ha. Số 8 180.000. Anh em mua hàng nhớ ngày giùm mình nha, hôm nay ngày 21. Rồi số 9. Số 9 là một cái cây lưỡi mở hôm cưa, cây này còn khá là mới luôn ha. Của Somat. Somat ha. Somat Lô MG250 ha, cây này khá mới. Có luôn miếng kiến chặn để khỏi văng lưỡi vô mặt ha. Thì anh em bóp lên đây sẽ thấy cái này nó chạy ra ha. Đó, nhìn nè, chú ý nè. Đó, này chạy ra để anh em mở hôm cưa ha. Cái này có thể xây tròn xiết xong rồi xây cái này ha. Đó, xây cái này vòng tròn ha. Cái cỡ nào thì anh em sẽ dặn lại ha. Somat nè ha, hai bên có chữ hết luôn. Đó, còn khá là đẹp ha.
đây nó có dòng chữ gì trong đây nữa ha. Đó, nó ghi chữ của người bên đó nó xài nè, nhưng mà còn khá là mới ha. Đó, đây ở đây mình lột luôn cho anh em coi, cũng còn khá là mới ha. Đó, đây nước sơn riêng luôn nha, mình không có sơn lại hay gì đó hết. Đó, tô mát nha, 250. Cái này trước mình cũng có bán nhiều rồi ha, mấy cây xấu xấu hơn thì mình bán giá 200, cây này được gần như mới thì mình bán giá 250 nha, số 9 nha anh em, cái mở hôm cưa còn khá là mới ha, giá 250. Rồi số 10 là một cặp thước này mình bán giá là 250 luôn ha, cây này còn khá đẹp ha, số chữ nghĩa nè anh em nhìn còn mới tinh ha, lấy về cũng chưa chùi rửa luôn. Một cây này như 45 độ ha, hiệu con chim nè, con chim thuộc hiệu sinh qua ha, bên đây từ số 0 đến số 8 ha, còn khá là mới. Cây này thì mình cũng mới lượm được lần đầu tiên. Cái này con ốc thì mà con ốc này mở ra để anh em tăng chỉnh cái này ha. Đó, ở đây thì nó có anh em chú ý nhìn cái hình này trước giúp mình ha. Đây. Hình vuông ha, hình vuông ở đây. Ở đây mình đo cái này ha. Nó gần 80 ha, cái chiều này thì nó cũng 75 ha. Ở đồng xong đây nó một cái hình bầu ha, nó hình tròn giống như hình tròn ha. Cái này thì có thể để cho anh em kéo ha. Kéo xay vậy, đống đo gì đo ha. Đó, tới đây. Hay hoặc là xuống đó. Đó, tới đây thì nó có cái móc hai cái đây, tới đây là hết nha, có móc chặn hai đầu. Thì cái này made in Japan đàng hoàng nha, còn khá là mới. À, check de to max no 70 ha, xem let made in Japan, cây này còn khá là mới nha, chưa chùi mà nó còn mới vậy rồi. Đó, thì cái này để cho anh em đo gốc hay đo gì đó, cái này mình mới lượm lần đầu tiên luôn. Mình cũng chưa rành về cây này ha, thì anh em nào rành thì sẽ mua ha. Đó, mình bán cặp thước này ha. Giá số 10 là 250 nha. Đó, thì mình quay lại cái cục pin này nó gần đầy nha anh em. Đó, nó chớp chậm là nó gần đầy ha. Đó, thì mình sẽ quay được cục pin, mình sẽ đo cái này cho anh em coi ha. Nãy là 16V 35 34 gì ha. Đó, thì cái này mình sẽ đo lại. Đó, đây. Nó lên 10. Đây, đo lại ha. 16V 53 là nhận sạc nha anh em đó. Chân đo luôn cái chân này cho anh em coi ha, 16V 53 còn khá là đẹp nha. Đó, cái này số 4 nè, bán giá là 580.000 ha. Rồi, tiếp tục tới cái Hitachi nè ha. Đó, ai mua cái cục sạc này thì mình sẽ bán rồi sau nha. Cái cục sạc mình đang để xài. Đó, giá 580.000 ha. Đó, mình sẽ rút pin ra ha. Đó, sạc nó lên. Ok ha, lát nó đầy nó sẽ tắt. Đó, thì mình sẽ test cái con này nha. Tại vì pin nó hư rồi nha anh em, nó vẫn nhưng mà mạch nó vẫn còn nhận sạc, chắc cú nhận sạc riêng rồi. Sạc riêng này để điện 100V nha anh em lưu ý nha. Đó, điện 100V ha. Đây mình test điều tốc cho anh em coi nè. Đó, đó điều tốc ha, đảo chiều rồi ha. Đó, đó nhanh nè ha. Đèn có luôn nha anh em. Đó, đèn dưới cũng có luôn ha, màu đỏ ha. Đó, đầu con này thì còn khá là cứng. Rồi mình bán combo nguyên thùng này ha, giá cái này nãy là 1 triệu nha anh em. Còn ai nếu ai mua lẻ thì sẽ liên hệ mình sau đi, mua vỏ pin hay sạc gì đó hay liên hệ mình sau ha. Đó, cái thùng này mình bán giá 200 ha. Ơ, cái thùng này số 2 nha, giá 1 triệu nha. Rồi thì cái số 10 đó cũng là cuối clip rồi. Thì khuya rồi anh em mua hàng vui lòng nhắn tin giùm mình nha, mình đăng cái clip này hơi trễ, hơi khuya. Tại mình bận gói hàng thì anh em mua là vui lòng nhắn tin nhớ cái ngày giúp mình nha. Và nhắn cái mã số hàng giúp mình nha. Rồi mình chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe và hẹn anh em trong clip gần nhất của mình.